Tranh chấp đất đai tại tòa án gần như là phương án cuối cùng các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp. Nếu đang có nhu cầu khởi kiện tranh chấp đất đai, bạn cần nắm rõ những quy định sau đây. Đầu tiên, bạn cần nắm rõ hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai. Căn cứ Điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, người khởi kiện cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khởi kiện gồm các giấy tờ sau. Đơn khởi kiện theo mẫu, biên bản hòa giải không thành có chứng nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi có đất, có chữ ký của các bên tranh chấp. Một số loại giấy tờ của người khởi kiện như sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Cuối cùng là danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, ai khởi kiện, vấn đề gì phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện đó. Nếu không, tòa án sẽ từ chối yêu cầu khởi kiện. Tuy nhiên, khi nộp tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, không nhất thiết phải nộp toàn bộ những gì người khởi kiện có. Thay vào đó, chỉ cần nộp tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện đủ để tòa án thụ lý, không nên nộp hết để bảo đảm khả năng thắng kiện trong quá trình tranh tụng tại tòa. Điều thứ hai bạn cần biết khi khởi kiện tranh chấp đất đai là nơi nộp đơn khởi kiện. Căn cứ quy định thẩm quyền của tòa án theo loại việc, theo cấp và theo lãnh thổ nêu rõ tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, người khởi kiện nộp đơn tại Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi có đất đang tranh chấp, nếu là tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với nhau. Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại tòa án hoặc gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có. Sau khi nhận đơn khởi kiện, thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau: yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn, chuyển đơn khởi kiện của tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án khác, trả đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Căn cứ Điều 195 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, thì thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Nếu tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền tòa án nhân dân cấp huyện thì nơi nộp tạm ứng án phí là chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo của tòa án, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án sau khi người khởi kiện nộp cho tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Riêng trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo. Trên đây là hướng dẫn nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án. Có thể thấy việc nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau không phức tạp. Nếu thấy thông tin hữu ích với bạn, vui lòng ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo.